đến Ronaldo cũng chẳng cứu nổi Saudi Pro League. Cristiano Ronaldo không cứu được Saudi Pro League, đó là sự thực không thể chối cãi. Giải vô địch của Ả Rập Xê Út đã chi hàng tỷ đô la Mỹ tậu sao nhưng vẫn không bán nổi bản quyền truyền hình. Hàng tỷ đô la Mỹ đầu tư lẫn những ngôi sao trở thành đại sứ trên mạng xã hội cũng không đủ để giúp giải đấu phô trương này lấp lánh trên sóng truyền hình. Ngày 1 tháng 3 vừa qua, trận cầu đinh giữa Al Hilal Al Ittihad 3-1 thuộc vòng 22 Saudi Pro League với một bên là những ngôi sao như Kalidou Koulibaly, Yasai Bounou hay Sergei Milinkovic, Savic và bên còn lại gồm Fabinho, N'Golo Kanté cùng Romarinho, chỉ có 5.000 người xem trên kênh Kano Food, trong đó chỉ 0,2% là khán giả nam trong độ tuổi từ 25 đến 49. Lượng người xem truyền hình thấp đến nỗi ban tổ chức Saudi Pro League không dám công bố con số cụ thể. Con số 5.000 ở một cuộc hội ngộ đỉnh cao nói trên thấp hơn 6 lần so với một trận cầu bình thường ở hạng 3 của Pháp giữa Rouen Socho 1-0. 32.120 khán giả phát trực tiếp ngày 4 tháng 3 trên cùng một kênh và cùng một giờ. Kể từ đầu mùa, trong số 40 trận đấu thuộc Saudi Pro League được phát sóng thì trung bình lượt xem vào khoảng 15.000 người. Không đài truyền hình nào có bản quyền truyền hình giải đấu ở hơn 130 vùng lãnh thổ trên thế giới đạt được tỷ suất người xem như dự kiến. Và tất nhiên, không ai hài lòng về việc phát sóng giải đấu đang có những Ronaldo, Riyad Mahrez, Kanté, Neymar, tranh tài. Thậm chí, ngay cả những đài phải trả tiền cũng không ngoại lệ. Dù đã mất tiền mua, nhưng khán giả cũng không xem. Thà mất tiền còn hơn mất thời gian vào việc xem một trận đấu tẻ nhạt, kém chất lượng như vậy. Một khán giả cho biết lý do vì sao đã đăng ký kênh rồi nhưng vẫn không xem. Trước tình hình ảm đạm này, Liên đoàn bóng đá Ả Rập Xê Út cho biết họ không thể cung cấp dữ liệu chính xác về thực tế của các kênh sóng nước ngoài phát sóng giải đấu này. Thu hút được lượng khán giả truyền hình nhất định, đặc biệt là trên phạm vi toàn cầu, là một thách thức rất lớn. Đây là chủ đề thường xuyên được nhắc đến trong các cuộc thảo luận của chúng tôi với các đối tác và chúng tôi đang cố gắng cải thiện tình hình này, đại diện của Liên đoàn bóng đá Ả Rập Xê Út chia sẻ. Trên mạng xã hội, con số còn thảm hại hơn nhiều. Ban đầu khi các ngôi sao mới đến, giải đấu được lượng người theo dõi tăng vọt. Từ 5 triệu người lên 9 triệu người nhưng chỉ trong thời gian ngắn, con số này lại trượt dốc trở lại mốc 5 triệu ban đầu, so với 200 triệu của La Liga. Mèo lại hoàn mèo. Mọi thứ chỉ hào nhoáng ban đầu, rồi lại đâu vào đấy. Không có gì thay đổi cả. La Liga có hơn 200 triệu người theo dõi trên mạng xã hội. Saudi Pro League có 5 triệu. Để đạt được 200, bạn phải làm việc rất nhiều. Về quyền nghe nhìn, chúng tôi không thấy ở Mỹ có Saudi Pro League, ở châu Phi cũng vậy, ở Tây Ban Nha, nó đã được bán cùng với Ronaldo, Karim Benzema và tất cả những thứ đó với số tiền chỉ là 60.000 euro. Javier Tebas, chủ tịch Liên đoàn bóng đá Tây Ban Nha chia sẻ cách đây không lâu ở hội nghị thượng đỉnh bóng đá ở Lisbon. Các trận đấu của Saudi Pro League được Marca.com mua và phát sóng, nhưng hiện không còn được chú ý trên trang truyền thông của họ nữa. Lượng người kích vào đọc các tin tức về giải đấu thấp. Đây thực sự là một thách thức lớn khi ngay cả đài truyền hình lớn trong khu vực bên Sport cũng ngó lơ. Bất chấp mối quan hệ ngoại giao với Ả Rập Xê Út gần đây được cải thiện, thì người Qatar cũng không muốn đặt cược vào giải đấu phô trương và hào nhoáng của người láng giềng mượn chiến lược quyền lực giống mình. Nếu bên phát sóng Riyadh Season Cup, Al Hilal, Al Nassr, Inter Miami từ ngày 29 tháng 1 đến ngày 8 tháng 2, thì đây đơn giản là một hiệu ứng. Trời cho vì họ không trả tiền cho sự kiện này. Ngày 19 tháng 1 vừa qua, chủ nhân của 5 quả bóng vàng, Ronaldo, có 623 triệu người theo dõi trên Instagram, từng tuyên bố rằng sau một năm thi đấu, anh cảm nhận được Saudi Pro League có tính cạnh tranh cao hơn League 1. Nhưng thực tế thì dù đầu tư tới gần 1 tỷ đô la Mỹ cho chuyển nhượng ở mùa hè 2023, thì các sân vận động vẫn chống hơ chống hoác. Theo Transfermarkt, giống như hầu hết các sân bóng tại Ả Rập Xê Út, sân của đương kim vô địch Al Ittihad luôn chống 2 trên 3 sức chứa, chỉ có Al Hilal và Al Nassr thì lấp đầy gần một nửa. Tóm lại, Saudi Pro League thất bại toàn tập về mặt truyền thông, hình ảnh và BQTH.